Nhóm em đang làm sản phẩm gì vậy? Heo đất. Một bạn làm heo, một game màu xanh. Heo đất hay heo nhựa? Heo nhựa rồi. Bạn này làm cái gì? Ơ, nhóm mình làm gì đây? Đâu thuyền đâu? Chưa xong đúng không? Rồi đoàn kết vô làm cho xong nha. Rồi nhóm mình làm gì đây? Đâu đất đâu? À đó là con heo nhựa nha em ơi. À, bạn Khoa có ý kiến gì không? Bạn Khoa làm cái khâu gì trong này? Sao cứ làm đi, sáng tạo tự nhiên. Nhóm mình làm cái sản phẩm gì đây? Xe ô tô hả? Ô tô gì, hãng gì? Toyota hay là Fortuner? Hả? Trong này, trong số các bạn là các bạn nào nhà có ô tô? Em hả? Em hạng xe của nhà em là hạng gì? Innova đúng không? Innova. Đấy, thứ hai bạn này siêng năng không? Đang rất là tập trung. Thank you.